Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Lan Nhã Kỳ Viên, xã Vĩnh Trạch, huyện Thọ Sơn, tỉnh An Giang. Chỗ vừa đồ cúng. Đây cũng có cây rất lớn. Cây quá cả lớn luôn. Lan Nhã Kỳ Viên, tọa lạc tại xã Vĩnh Trạch, huyện Thọ Sơn, tỉnh An Giang. Đường vào chùa Lan Nhã Kỳ Viên có nhiều cây xanh và bóng mát rất to. Có rất nhiều đoàn hành hương từ các tỉnh khác đến đây để tham quan, thưởng lãm, vẻ cổ kính và uy nghiêm của ngôi chùa có từ trăm năm. Để được nghe những câu chuyện rất cảm động về lòng nhân ái của một vị cao tăng năm nay đã hơn 90 tuổi, đó là Hòa Thượng Thích Giác Vạn. Nơi thanh tịnh dành riêng cho các chư tăng. Bên này à? Để nghỉ ngơi. Giáo sư nghỉ ngơi. Công viên cũng rất là rộng. Có chỗ đậu xe. Chủ trì ở đây là ông Hòa Thượng Thích Giác Vạn. Ông cho biết quê tôi ở tỉnh Bến Tre, nhưng cơ duyên cuộc đời mình lại gắn chặt với ngôi chùa và người dân ở đất Bến Tre này. Thời đó ở đây đời sống của người dân còn rất là khó khăn. Khi tại thế đã như vậy, đến khi qua đời thì nhiều người càng khó khăn gấp bội. Vì không có đất chôn nên không có tiền để lo ma chay. Từ đó ông đã tính đến chuyện lo cho người nghèo khi trong một lúc mất đi. Sau những ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, ở xã Vĩnh Trạch là vùng đất hoang vu, rất ít người đến đây cư trú do địa hình ngập sâu trong nước. Cư dân lúc đó cũng còn rất là thưa thớt và gặp rất là nhiều khó khăn. Có những người qua đời phải đợi đến khi nước sông rút mới cử hành được tang lễ. Đau xót và bức xúc trước tình cảnh này nên Hòa Thượng đã nung nấu một ý nghĩ sẽ xây dựng một nghĩa trang từ thiện miễn phí cho người nghèo trên một vùng đất cao ráo, khang trang để người chết sớm được siêu thoát. Đến năm 2014, ước mơ ấy đã trở thành hiện thực với sự vận động không mệt mỏi của Hòa Thượng chủ trì và rất nhiều tấm lòng nhân ái ở trong và ngoài tỉnh An Giang. Đây là Thượng Phật Quan Âm. Ông Trần Chí Minh, một mạnh thường quân tại thành phố cho biết, được sự vận động của Thầy, gia đình tôi đã ủng hộ ngay. Không những vậy, chúng tôi còn vận động bạn bè, người thân, gia đình cùng chung tay ủng hộ để làm việc nhân đạo này. Sự quyên góp về vật chất tuy nhỏ nhưng mang theo tấm lòng to lớn của chúng tôi với bà con ở nông thôn vùng này. Đây là con gầm màu trắng. Khi cơ hội đã đến, xã Vĩnh Trạch đang chuẩn bị kế hoạch xây dựng các tiêu chuẩn về nông thôn mới, trong đó sẽ hình thành một nghĩa trang đúng chuẩn để đảm bảo môi trường, cảnh quan. Lúc này, Hòa Thượng Thích Giác Vạn cùng các tấm lòng vàng đã đề nghị địa phương cho xây dựng nghĩa trang từ thiện cạnh một công viên của chùa.
theo góc nhìn từ ban công. Nghĩa trang này có diện tích khoảng 15.000 m2, bao gồm 3 phần: khu nghĩa địa táng với 1.000 phần mộ, khu nhà hoàng cùng 2 bảo tháp. Mỗi bảo tháp có 9 tầng với sức chứa khoảng 5.000 hài cốt hỏa táng. Đây cũng có mấy vị tạp. Tổng kinh phí xây dựng nghĩa trang là hơn 16 tỷ đồng. Đây là một công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp người qua đời có nơi chôn cất được đàng hoàng, khang trang và ấm cúng. Cạnh đó, cách làm này cũng góp phần xóa bỏ các khu nghĩa trang nghĩa địa tự phát nằm xen kẽ trong khu dân cư, hay trục đường giao thông vườn lâm gây ô nhiễm môi trường, cũng như là mất vẻ mỹ quan của đô thị. Theo như lời kể của bà Lư Thị Xuân, hiện đang sinh sống tại thành phố Long Xuyên, cho biết: gia đình tôi rất khó khăn, khi mẹ tôi mất không có đất chôn. Được nhiều người cho hay, tôi đến liên hệ với sư thầy tại chùa và được thầy chấp thuận ngay. Ngoài ra, nhà chùa còn hỗ trợ một phần tiền xây mộ rất là tử tế và nhiều chi phí khác. Do đó, gia đình tôi rất vui và rất mang ơn. Chứng kiến hai tòa tháp to lớn sừng sững bên cạnh chùa và khuôn viên nghĩa trang to rộng sạch đẹp với gần 100 ngôi mộ đã được an táng luôn có khói hương nghi ngút, chúng tôi cảm nhận được bầu không khí ấm áp đang lan tỏa trên khuôn viên nghĩa trang, trong tiếng chuông, tiếng mõ đều đều vang lên. Chúng tôi càng trân trọng hơn những cảnh tượng cao quý nhân văn của hòa thượng Thủy Trị. Chưa dừng lại ở đó, hòa thượng Thích Giác Vạn với vai trò là phó chủ tịch hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo ở tỉnh An Giang, phó ban trị sự Phật giáo tỉnh, ông luôn dành rất nhiều thời gian để đi vận động các nhà tình thương cho các hộ nghèo, trẻ em và người già neo đơn không nơi nương tựa. Ngoài ra, ông còn làm các công việc khác như là bắt cầu và làm đường giao thông nông thôn. Đặc biệt, từ năm 2012 đến nay, hòa thượng đóng góp công sức vận động gây quỹ với số tiền gần 6 tỷ đồng. Ngoài ra, thầy còn vận động tặng xe cứu thương trợ giúp các bệnh nhân nghèo trị giá trên 800 triệu đồng. Đặc biệt, trong chương trình Một Trái Tim, Một Thế Giới do Trung ương Hội tổ chức, hòa thượng đã ủng hộ 850 triệu đồng. Bên cạnh đó, thầy còn vận động các Phật tử làm 24 giếng khoan, phẫu thuật mắt, phẫu thuật tim miễn phí cho bệnh nhân nghèo trị giá gần 1,4 tỷ đồng. Theo ông Huỳnh Công Tấn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Trạch, cho biết: hòa thượng là tấm gương hết lòng sống vì đạo, vì đời, được người theo đạo lẫn người ngoại đạo tôn kính và học tập, làm theo để xây dựng quê hương Vĩnh Trạch ngày thêm và nhiều. Ghi nhận và tri ân những công lao đóng góp, những cống hiến tâm huyết cao cả của vị trụ trì, hòa thượng đã được tặng danh hiệu và bằng khen các cấp. Đặc biệt vào tháng 5 năm 2017, hòa thượng Thích Giác Vạn đã vinh dự nhận được huân chương lao động hạng 3.